Nhờ sự thành công của vai diễn Vân Trang trong Thương Ngày Nắng Về, Huyền Ly Di hiện là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và được yêu mến nhất vũ trụ điện ảnh VFC. Sau khi kết thúc bộ phim, Huyền Ly Di đã thoát khỏi vai diễn Vân Trang nghiêm túc, kín đáo và liên tục khiến fan trầm trồ khi đăng tải những khoảnh khắc nóng bỏng đời thường. Mới đây, Huyền Ly Di chia sẻ loạt ảnh diễn đôi Irene Sexy, tạo dáng bên rượu vang và hoa hồng. Trong bộ đồ táo bạo, nữ diễn viên sinh năm 1990 không khoe chặn đường cong quyến rũ, vòng một đầy đặn cùng vòng eo con kiến săn chắc. Nhan sắc nóng bỏng của bà mẹ một con khiến cư dân mạng phải trầm trồ cảm thán, em muốn tôi sống sao? Quá xuất sắc bếp ơi, rất là mê nha, u mê không lối thoát chị ơi, cưới xong đi tuần trăng mật tuyệt vời quá nạ, đẹp không tì vết em ơi, không phải nắng mà chị vẫn rất chói chang. Huyền Ly Di nổi tiếng sở hữu nhan sắc xinh đẹp tự nhiên từ hồi còn là học sinh trung học. Khi nhận được những câu hỏi về chuyện phẫu thuật thẩm mỹ để ngoại hình ngày một lên hương, Huyền Ly Di khẳng định gương mặt cô là tự nhiên, nữ diễn viên giảm cân để mặt góc cạnh thanh thoát hơn. Tuy nhiên, để mũi thon gọn hơn, Huyền Ly Di sử dụng phương pháp nâng mũi bằng cấy chỉ. Đây vốn là một phương pháp thẩm mỹ không can thiệp phẫu thuật, giúp nữ diễn viên tránh bị biểu cảm đơ cứng khi đóng phim. Hiện tại, Huyền Ly Di rất tích cực tập gym, yoga để giữ dáng. Nhờ vậy, dù đã trải qua sinh nở, cô vẫn vô cùng thon gọn, quyến rũ như gái đôi mươi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.